Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách tận dụng những cái phần giữ thuốc nơ vít ấy, ở những cái cán thuốc nơ vít ấy. Các bạn hay dùng những thuốc nơ vít dài dài như này, có những cái phần này và cái cán của nó bị hỏng rồi ấy, thì các bạn đục cái nhựa ra, các bạn chọn cái nào nó dày dặn này như này, xong các bạn kiếm một cái thanh sắt, có thể là sắt của cái gương xe máy ấy, nó rất là cứng. Các bạn cắt ra, các bạn hàn như này cho mình. Chúng ta cắt đi một tí nhá, thì chưa, hoặc là chúng ta mài cái gương xe, sắt gương xe máy nó xuyên qua đến đây một tí thì nó đến bằng cái chiều độ dài của mỗi vít là ok. Còn không thì chúng ta không muốn vậy, chúng ta cắt sắt này đi và hàn như tôi thôi. Đấy, sau khi mà hàn xong của mình là chiều là 10, một chiều tay vặn là 9 thì phải. Sau khi mình hàn xong ấy thì mình sẽ kiếm một cục nam châm ổ cứng ấy, các bạn đập nó ra, đập một miếng nhỏ nhỏ, các bạn cho vào đây và các bạn đổ cái keo khóa gen ấy, và những keo nào hoặc là keo epoxy, keo nào mà để giữ chặt được cái miếng nam châm ấy thì là ok để nó hút này. Đấy, các bạn nhìn nha, để nó hút này. Đấy, nó giữ được cái mũi vít rất là chắc ấy. Sau khi mình làm xong này, mình đã có một cái tay vặn vít rất là mạnh và ăn đứt những bên tay vặn bằng nhựa bán trên thị trường nhé. Mình dừng clip ở đây. Chúc các bạn thành công.